Mến chào quý vị và các bạn đến với khung giờ dành cho chương trình tái cơ cấu ngành công nghiệp với sự đồng hành của Sở Công Thương Đồng Tháp. Kỳ trước chúng tôi đã đề cập đến hiệu quả hỗ trợ các cơ sở doanh nghiệp kinh doanh trên nền tảng trực tuyến và cho thấy đây là một xu thế. Đồng thời hoạt động này hỗ trợ tích cực cho cơ sở doanh nghiệp phát triển sản xuất kinh doanh. Tuy nhiên, để thương mại điện tử phát huy hiệu quả, cần có nhiều điều kiện cần và đủ. Phóng sự sau đây từ một doanh nghiệp sẽ cho thấy rõ hơn những điều kiện để phát huy lợi thế của thương mại điện tử. Mời quý khán giả và các bạn cùng quan tâm theo dõi. Khi đi vào hoạt động, công ty cổ phần thực phẩm Xuyên Đại Việt nghĩ ngay đến việc xây dựng website, fanpage, xây dựng các kệ hàng trên các sàn thương mại điện tử trực tuyến nhằm đẩy mạnh các hoạt động sản xuất kinh doanh, các mặt hàng được chế biến từ sen. Nhưng lãnh đạo đơn vị này cho biết kết quả không như kỳ vọng vì bán hàng rất khó do ít người biết đến và mức độ lan tỏa từ nền tảng này ít. Vì vậy, Xuyên Đại Việt phải nhờ đến một nhóm chuyên về tiếp thị để thực hiện lại từ khâu thiết kế mẫu mã bao bì sản phẩm đến thiết kế web, xây dựng fanpage, xây dựng các kệ hàng trên các sàn thương mại điện tử. Đồng thời, nhóm này phải luôn theo dõi, trả lời thắc mắc hay ý kiến phản hồi từ khách hàng. Hiệu quả tuy không cao, nhưng đây là kênh bán hàng mà theo Xuyên Đại Việt là không thể thiếu vì khách hàng lớn đều tham khảo sản phẩm trên các kênh bán hàng trực tuyến trước khi đi đến ký kết các hợp đồng dài hạn. Một cái sản phẩm được ra đời thì cái công việc đầu tiên là phải quảng bá đến khách hàng. Thì trong cái hành trình mà quảng bá đầu tiên thì sẽ đưa thông tin lên trên trang thương mại điện tử rồi những cái kênh về mạng xã hội. Tuy nhiên đối với kênh thương mại điện tử thì việc đưa sản phẩm lên đó chào bán thì nó sẽ có nhiều cái lợi ích. Thứ nhất là mình có thể được chào bán được sản phẩm. Cái thứ hai là sẽ tiếp cận được với lại cái lực lượng khách hàng. Và cái hiệu quả thứ ba là khi khách hàng họ muốn làm việc với mình với những cái đơn hàng lớn thì họ có thể lên trên đó họ tìm hiểu sản phẩm trước. Thì khi đó họ sẽ lấy được cái sản phẩm rất là khách quan, sản phẩm mẫu. Thì từ đó, cái quá trình đàm phán những cái đơn hàng lớn nó sẽ được rút ngắn hơn so với cái cách cầm truyền thống trước đây, và nó sẽ khách quan hơn khi mà những cái sản phẩm mẫu đó là những sản phẩm ngẫu nhiên nó có từ ở trên sàn thương mại điện tử. Sau thời gian dài xây dựng kênh bán hàng trực tuyến, Xuyên Đại Việt cho rằng dù doanh số bán ra không nhiều nhưng đây là kênh hỗ trợ những kênh bán hàng khác của đơn vị. Nhờ đó mà nhiều sản phẩm được chế biến từ sen của Xuyên Đại Việt được sản xuất ổn định. Không chỉ với Xuyên Đại Việt, với nhiều cơ sở doanh nghiệp phát triển kênh bán hàng trực tuyến hay thương mại điện tử, ngoài bán hàng còn có vai trò khác là trưng bày sản phẩm. Điều này có lợi ích là các khách hàng lớn thường tham khảo trước từ các kệ hàng này, nên đây là kênh quảng bá vừa để nuôi và hỗ trợ các hoạt động bán hàng theo cách truyền thống. Doanh số ở trên đó mặc dù nó ít nhưng mà thông qua những cái sản phẩm ở trên đó thì khách hàng biết tới mình nhiều hơn, và khi họ biết đến mình thì họ sẽ trực tiếp liên hệ với công ty để có những cái đơn hàng lớn hơn. Cứ tưởng đem sản phẩm lên trưng bày trên các kênh thương mại điện tử là sẽ bán được. Ngộ nhận này đã khiến Xuyên Đại Việt cũng như nhiều cơ sở doanh nghiệp khác phải điều chỉnh hoạt động và dành nhiều thời gian hoạt động hơn trên các kênh bán hàng. Đồng thời, bản thân cơ sở doanh nghiệp cũng cần hoàn thiện hơn kỹ năng bán hàng, kỹ năng chăm sóc khách hàng cũng như chỉnh chu hơn trong mỗi hoạt động bán hàng trên kênh bán hàng trực tuyến. Ban đầu khi mình xây dựng kênh thương mại điện tử thì ban giám đốc cứ suy nghĩ rằng là khi mang cái sản phẩm lên trên đó thì có thể tự động có thể bán được hàng. Tuy nhiên cái suy nghĩ đó nó bị sai, cho nên là cái khó khăn khi mình đưa hàng lên trên ngoài điện tử là phải thường xuyên chăm sóc và mình phải thực sự là kiên trì đối với nó. Vì không thể đưa hàng lên trên đó là có thể bán được ngay. Và mình chẳng mong muốn là khi những cái kênh thương mại điện tử thì mình đưa lên trên đó, ngoài cái việc bán ra thì nó là một cái trang thông tin để cho khách hàng họ sẽ tiếp cận trực tiếp với mình nhiều hơn. Cái khó hiện nay chính là một số doanh nghiệp cơ sở khởi nghiệp quy mô nhỏ chưa đủ nguồn lực
nên chưa có sự đầu tư đúng mức về kinh doanh thương mại điện tử, như đầu tư website của đơn vị, cũng như chưa chủ động cập nhật thông tin, hình ảnh sản phẩm tham gia trên các sàn thương mại điện tử, nên việc truyền thông giới thiệu sản phẩm trên nền tảng số còn hạn chế. Việc đầu tư vào thiết kế bao bì nhãn mác, quy chuẩn chất lượng sản phẩm còn hạn chế, nên sức cạnh tranh chưa cao. Một số hợp tác xã, nông dân, hội quán chưa mạnh dạn tham gia kinh doanh qua các sàn thương mại điện tử. Việc lưu trữ hàng hóa để đáp ứng kịp thời cho kinh doanh trên nền tảng trực tuyến còn hạn chế. Nên khắc phục các nhược điểm này là điều các cơ sở doanh nghiệp cần làm và làm nhiều hơn để hoạt động kinh doanh trên nền tảng số thực sự phát huy hiệu quả. Còn với Sen Đại Việt thì đang mong muốn tham gia các sàn thương mại điện tử có quy mô và tầm vóc lớn hơn. Hiện nay Sen Đại Việt đã phủ hết những sàn thương mại điện tử lớn của cả nước. Thì mục tiêu sắp tới sẽ là những cái kênh thương mại điện tử quốc tế. Giả sử như là Alibaba hoặc là Amazon, thì với mục tiêu là tiếp cận được những khách hàng thế giới. Và đó cũng là cái tầm nhìn của Sen Đại Việt, khi mà sắp tới đây thì chú trọng hơn đến cái việc là đưa sen ở Việt Nam xuất khẩu ra thế giới. Trong thời gian tới thì ngành công thương thì sẽ tiếp tục hỗ trợ các cái doanh nghiệp thực hiện các nhiệm vụ, như là tiếp tục rà soát, đánh giá lại cái việc hoạt động thương mại điện tử trên môi trường trực tuyến của các chủ thể ô cốp hay là sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu, để từ đó có cái giải pháp hỗ trợ cụ thể đối với từng cái đối tượng này, ví dụ như là đối với doanh nghiệp, đối với hợp tác xã, đối với cái hộ kinh doanh thì như thế nào. Tiếp tục đào tạo, tập huấn kiến thức về thương mại điện tử, phát triển thương mại điện tử theo cái hướng dần dần sẽ theo cái hướng là xuất khẩu thông qua các sàn thương mại điện tử uy tín ra ngoài nước. Việc đó sẽ gắn luôn cả với việc mà xây dựng cái chuỗi ngành hàng, chuỗi giá trị. Ngoài ra thì sở sẽ phối hợp với các cái cơ quan ban ngành chuyên môn để tăng cường cái công tác kiểm tra hoạt động thương mại điện tử, để có cái hướng dẫn chấn chỉnh và cái xử lý kịp thời, đảm bảo cái việc kinh doanh thương mại điện tử theo đúng quy định của pháp luật. Đầu tư hoàn thiện hạ tầng phục vụ phát triển kênh thương mại điện tử, hoàn thiện kỹ năng bán hàng cùng với đầu tư nâng cao chất lượng mẫu mã, bao bì sản phẩm, tuân thủ các quy định của pháp luật để kênh bán hàng trực tuyến được cộng đồng doanh nghiệp tham gia rộng rãi hơn là việc cần làm và cần hỗ trợ nhiều hơn nữa để các sản phẩm OCOP, các sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu trên địa bàn có cơ hội nâng tầm và vươn xa hơn, góp phần phát triển công nghiệp và tiểu thủ công nghiệp địa phương ổn định và bền vững hơn. Chương trình kỳ này xin được khép lại tại đây. Cảm ơn quý khán giả và các bạn đã quan tâm theo dõi. Mến chào tạm biệt và hẹn gặp lại.